trà thanh nhiệt gốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi thắng bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Vài lời tôi gửi anh và cô ấy, sống với nhau hay thật hạnh phúc. Ta bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đau đớn. Còn một lời cuối anh dành cho em, người phán bội. Đường đời anh chúc ngày sau qua bao không mang em nhiều thương đau. Thời gian sẽ chứng minh ta thấy một người đổi thay làm sao, sống thế nào. Lòng người như giếng sâu nhưng trước sắc đẹp rồi bao cám dỗ, ai sẽ quy chung. Làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế, có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày mong niềm vui. Dù em thuộc về ai, làm gì có ai thương em như vậy, có ai luôn luôn ở đây đứng sau lưng em để những khi chia phôi mong bình yên, chẳng mong gì xa xôi. Là như vậy, một người là như vậy, người mang trái tim này trao hết cho em vờ như không thấy. Người làm tan nát lòng, làm em khóc nhiều, em vờ như không đau. Tình yêu là đúng thế đấy, vì tình yêu đâu ai dám nói ít nhiều là ra sao. Cha già rồi đúng không? Cha già rồi đúng không? Con xin lỗi cha, con thật vô tâm. Cả cuộc đời với cha chỉ sống để yêu một người là mẹ của các con thôi. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần mười năm nữa. Away, gạt lỗi yêu cầu. Away, gạt hết bước tháng ngày ấy, vì giờ chúng ta chỉ còn đã. Tại sao mày thi cái cuộc thi này? Nhìn cái vào show biết làm chi vậy? Chắc là thích được lên TV. Ok alright, yeah, vừa đúng vừa sai. Cái tôi muốn làm nhạc của tôi được đem đến cho mọi người. Hai lần ra vô mà giờ vẫn đứng ở đây. Không phải ham hố, ly rượu mới lỡ uống nên say. Trong tay người, vì trong tay người ta là quân bài. Thân ta phải sẵn sàng khi được tung bài. Bước về đâu để thấy những điều mình mong chờ? Bước về đâu thực tế bên mày thành kẽ khờ? Bước về đâu chỉ biết đứng cầm cần câu. Giờ vậy ta nên đi về đâu? Quãng đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu, em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh, tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Bữa thi thay đổi. Đâu đâu mà thi bây giờ? Thời cuối cùng này mùa xuân qua dễ dàng, canh giá theo mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh Tiki, Tiki.vn. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.